Hello, hello anh em. Xin chào anh em cùng quay trở lại kênh Đào Cảnh Tây Bắc. À, đầu xuân năm mới, xin được chúc anh em năm mới thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công mới anh em nhé. À, video hôm nay xin giới thiệu với anh em về những cái gốc đào rừng Tây Bắc ở bên nhà chúng em. À, đây là những cái gốc mà vừa khai thác ở trong rừng ra anh em. Đây anh em có thể thấy đây ạ. Đấy, úi số ôi, nó quá khủng và vật vã luôn. Mà nhiều gốc là rêu phong cổ kính luôn anh em. Đấy, trời ơi, lao động nó vất vả anh em ơi. Này, xe xa lầy này, khổ chưa? Đấy, anh em thấy không? Khai thác được một gốc ở trong rừng ra nó không hề đơn giản, nó không hề dễ một tí nào. Đó, nó qua bao nhiêu là cái chặng đường, rồi là vận chuyển từ trong rừng sâu ra, sau đó thì là cẩu. Đó, những cái chỗ mà đi từ trong rừng sâu ra anh em, làm sao mà xe cẩu vào được đúng không? Đấy, phải vận chuyển như thế này này. Đó, phải nhiều người, nhiều anh em khiêng nó lăn bánh các kiểu. Ra đến ngoài đường nhỏ nhỏ rồi thì là mình sẽ cho lên cái xe như thế này. Đấy, ôi lao động nó vất vả anh em ơi. Nó lầy lội. Gốc quá to quá khủng luôn. Đấy anh em ơi, em sẽ quay qua trong vườn những cái gốc mà đã được thu gom về nhá. Và đánh trong rừng về đây. Đấy, và sẽ ươm trồng như này. Phải chăm ở trong vườn đến cả ít nhất là 2 đến 3 năm anh em ạ. Thì tay cảnh nó mới đẹp được. Đó, nó không hề đơn giản đâu. Chắc của những miền Nam mù quá, lạnh quá anh em ạ. Sương mù quá, miền Tây Bắc chúng em mùa này lạnh lắm. Sương mù phủ kín quê hương em. Đây anh em có thể ngắm là những cái gốc to khủng này. Đấy, toàn những cái gốc vĩ đại thôi nha. Hứa hẹn cho anh em xuân 2023 và 24. Đó. Đấy, những cái cây này sẽ ra thủ đô với anh em nhá. Đây, cho anh em ngắm thân cây nhá. Đấy, xôi. Gốc quá đẹp luôn, thân gốc quá khủng luôn. Đó. Như là những cái gốc ở đánh ở trong rừng ra anh em. Cây nó mốc tự nhiên nó đẹp. Bây giờ nó mưa nên là cây nó mới bị kiểu nó bị ngấm nước mưa, nó đen đen như này á. Nắng lên cái cây nó lại mốc trắng lên ngay. Đấy, tuyệt vời chưa ạ? Quá đẹp luôn anh em. Rồi ok, anh em có nhu cầu chơi về những cái cây đào cảnh Tây Bắc thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại Zalo em có để trên góc màn hình nhá. Anh em đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để khi mà chúng em đăng tải những video mới lên thì anh em sẽ là người nhận được video đấy đầu tiên đấy ạ. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo ạ.